Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là mặt tiền đường Võ Văn Kiệt thuộc thị trấn Phước Hải. Thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thế chạy thẳng ở đây cái là đến cái ngã ba này, một hướng là đi về phía thị trấn Phước Hải, một cái đi thẳng về Lộc An rồi là Xuyên Mộc, Hồ Tràm đấy. Thì giới thiệu quý vị một lô đất mặt tiền đường này luôn. Có chiều ngang là 8m2 từ đây cho đến cái cột điện này, 8m2 sâu 30, là tổng diện tích là 246m2. Trong đó có 100m đất ở và giá chào bán là 2 tỷ quý vị nhá. 2 tỷ. Thì chạy thẳng cái chỗ này là ra là về thị trấn Đất Đỏ này. Đi thẳng về đường Nguyễn Tất Thành. Là thị trấn Đất Đỏ đấy. Này, vị trí này cực kỳ đẹp luôn. Đường chính nhá, đường chính để lối ra cái đường ven biển quý vị ạ. Chỗ này gần với trường học này, trung tâm các thứ này. Chỗ này người ta còn bán cà phê, nước giải khát vân vân. Đây mình chạy thẳng cái hướng này là ra tỉnh lộ 44. Muốn rẽ và là đi ra đến thị trấn Đất Đỏ đây. Một cái hướng về thị trấn Đất Đỏ, một cái hướng về thị trấn Phước Hải, Long Hải. Này nó có cái trường học gì ở đây nữa mà? Châu Văn Biếc hả? Trường tiểu học trường mầm non luôn đây này. Chỗ này khách sạn gì đấy, Bèo là đây trường học đây, nhà công vụ giáo viên trường học. Đây trường học đây, Châu Văn Biếc này. Đấy, rất là gần. Đấy, đi đến đây là đến tỉnh lộ 44 này. Chưa? Đấy, rẽ phải là về thị trấn Đất Đỏ mà rẽ trái là về thị trấn Phước Hải. Đeo cửa trái. Đó, rất là tí. Đấy, mấy chục giây thôi là đến lên đây rồi, rất là gần. Rồi, đây là đi về Phước Hải này, trên Phước Hải. Cách biển 2 cây số hả? À, từ miếng đất đấy là cách biển khoảng 2 cây số. Biển Phước Hải này.